bán ở đây nghiệp vụ một là mình bán cái gì? Cà chua, Chua. cà chua và cà chép. Cà chép. Cà chua và cá chép này là tươi sống, Sao? vậy đây là sản phẩm nông nghiệp chưa qua Chế chế biến. biến. Vâng ạ, thưa các chị phải làm quen với cái này, không đi thi là rất dễ dính nha. Đó. Như vậy đây là sản phẩm thuần của nông nghiệp chưa qua chế Chế biến biến. nha. Rồi vậy mình sẽ phải xem cái sản phẩm này là do doanh nghiệp này nó làm ra hay là nó đang làm thương mại. Nếu mà nó làm ra, nó nuôi con cá này, nó trồng cái con quả cà chua này thì bán cho ai mặc nhà nó luôn luôn là thuộc đối tượng không chịu thuế. Chính xác rồi, nó ở cái phần đầu tiên. Nào vậy ở đây nhá, nào xem này, cà chua này ở đâu nhỉ? Đâu nói thì trồng ở đâu? À đúng rồi, biết rằng cà chua do doanh nghiệp tự trồng, vậy luôn luôn là thuộc đối tượng không chịu thuế. Nốt nó vào đây cho tôi, không chịu thuế. Nào thế còn cá chép mua lại, vậy thằng này đang làm thương mại. Mãi Thương mại thì xem nó bán cho ai, nếu nó bán cho doanh nghiệp hợp tác xã không kê khai tính thuế, còn đối tượng còn lại thì 5%. Đúng rồi, nào nào nào, nào. Bán cho ai đây? liên hệ hợp À tác bán xã cho thương liên mại. hiệp hợp tác xã, rất dễ bị lừa quả này đây. Đấy, phải liên hiệp hợp tác xã đâu mà nó là của hộ Chuỗi cửa kinh doanh. hàng. Hộ kinh doanh này là năm là hội viên của sao? Cái hội viên mặc sao nhỉ? Tôi chỉ biết là tôi đang bán cho ai, hộ cá nhân kinh doanh, mà hộ cá nhân kinh doanh thì phang mấy phần trăm. Đúng 5%. rồi, 5%. Ồ, cá nhân kinh doanh. Cái này tôi không quan tâm nó là hộ hay nó là cá nhân, cứ phạm 500, được chưa, được chưa, được chưa. Ừ. Rồi tiếp, tiếp. Thu mua à, nghiệp vụ 2, nghiệp vụ 2 à, từ 5% thì sẽ có câu chuyện của gì nhỉ, câu chuyện của gì ạ, câu chuyện của gì ạ. À câu chuyện của giá đã bao gồm thuế hay chưa bao gồm thuế? Giá đã bao gồm thuế đối với cái những loại hàng hóa mà thuộc này 5% này, 10% này, thì mình phải xem giá đấy là giá đã bao gồm hay giá chưa bao gồm. Cho nên đi thi này, nghe này, nghe nghe nào các chị, nghe một tí thôi. Khi mà chúng ta xác định được là thuế suất là bao nhiêu, là 5 hay là 10, thì ngay lập tức mình phải xem giá đó là giá đã bao gồm hay chưa bao gồm. Rất nhiều thí sinh xác định được thuế suất đúng nhưng mà cuối cùng tính thuế lại sai, là bởi vì mình xác định sai là giá đã bao gồm hay giá chưa bao gồm. Bài này người ta bảo thế nào nhỉ? À giá bán trong bài đúng không? Rồi, đây là thằng này là nó còn nhân nhượng cho mình đấy. Có gì, rất nhiều cái trường hợp mà nó dùng những cái ẩn ý cái kiểu như này này. Gì nhỉ? À, số tiền thu được do bán sản phẩm này là 1 tỷ chẳng hạn. Số tiền thu được. Thì mình phải hiểu là số tiền thu được đấy là đã bao gồm. Đấy. Đúng không? Cái bài này là mình mới bắt đầu chạm mặt với nó đã còn đang gì nhẹ nhàng với mình đấy, nó bảo luôn nó là gì nhỉ, à giá bán trong bài ghi nhận là chưa có thuế đó. Như vậy mình yên tâm ở cái đoạn này, 60.000 đồng tiền cá chép này là chưa bao gồm. À, ai ghi thế nào thì ghi chưa gồm mà, à, hay là chưa thuế mà ghi thế nào thì lưu lại rồi. Ừ. Nốt lại cho tôi à, những cái thông tin đó rõ chưa nhỉ. Và nghiệp vụ 1 nói đến gì, đầu ra. Nghiệp vụ 2 nói đến cái gì đây, à đầu vào, đề về. Đầu vào xong này, xác định thuế suất, xác định thuế suất mình mua của ai đấy ạ? À nông Chết dân. nông Nói thật dân. nông dân nó bán ra cho mình, nó không có hóa đơn. À, vẫn được chấp nhận đấy, sau này sang thuế thu nhập doanh nghiệp mình sẽ thấy mình mua của nông dân họ không có hóa đơn, mình vẫn được tính chi phí nhá. À, chỉ cần làm bảng kê thôi. À, nhưng thuế suất của nó sẽ là gì, không chịu. Và vì cái thằng này mình phải hiểu rằng nó không xuất hóa đơn cho mình được, cho nên cái số liệu này nó sẽ không tham gia vào tính toán trên đầu vào. Có hóa đơn quái đâu, ông nào lại nhân cái này xong thì đưa vào doanh số mua vào là bỏ bố, bởi vì mình có hóa đơn quái đâu mà mình khai thuế. Hiểu chưa ạ, hiểu chưa ạ. Đấy, cái này mà phang vào là cái chỉ tiêu 23, chỉ tiêu 24 là vỡ mồm nhá. Được chưa? À, không chịu thuế xong rồi. Hả, tiếp theo ba,
chế biến, từ chế biến ấy. Chế biến tức là gì? Sản phẩm khác rồi, mà sản phẩm khác thì tương một phát vào là bao nhiêu? 10%. Cái này là đầu ra, và đầu ra có thuế suất là chế biến, nhắm mắt nhắm mũi ghi vào 10% rồi. Như vậy mình có này, không chịu thuế có rồi này, 5% có rồi, 10% có rồi này. Còn đang thiếu 0% vào gì đi, không kê khai được rồi. Đó. Thế còn những cái đoạn còn lại thì thôi khỏi, nó khỏi giải thích nhé, thông tin còn lại khỏi giải thích nhé. 10% rồi. Giá mua là giá không bao gồm thuế, là nó rõ đây rồi này. Thế còn tính toán làm sao ra được, đấy là việc của các chị, không phải việc của em. Tiếp theo đó là gì nhỉ? Thực hiện hợp đồng cung cấp cà chua ép không muối, nói không muối đến việc của nó. Rồi, mình chỉ biết là cà, sản phẩm này là nước ép, nước em là 10% rồi. Rồi. Tôi chết rồi, nhưng mà bán cho ai đây? Khu chế xuất. Mà chế xuất thì sao? À, 0%, bởi vì bán trong khu chế xuất là xuất khẩu. Mà xuất khẩu thì là 0%. Đấy, lại có thêm đối tượng mới rồi, 0% rồi. Thấy chưa? Thấy chưa nào? Đây là đầu ra với thuế xuất 0%, nốt nó vào thế này để tí nữa mình giải bài không sót. Rõ chưa? Rồi tiếp này, tiếp này. Một số hoạt động khác được ghi nhận trong kỳ như sau. Đấy, bài về thuế thì giá trị tăng nó rất ngắn như thế thôi. Nó rất ít các nhiệm vụ để mình giải quyết.